Miền tộc phiền lõ nơi xa coi ban lõ rồi có việc khâu đại lòng tới này nó nên miền bắc hai chữ chữ bây khâu alternator rồi coi khâu chỉ lan tới lót rồi có này nó nên ở đây phải ban bây coi khâu để xa vì ở xa coi chẳng ta thôi chẳng ná đầm bay thua tay vì cứ miền phía nghe tru bản tên tí mũi cứ đầm bay thua tay và con xa coi và con charging system cái digital multimet tới thua tay vì ngày nắng admin đang prao và con scan hotel auto link 539 គឺ ជា ឧបករណ៍ scan ដែល មាន មុខ ងារ ច្រើន អ្នក នាង អាច ប្រើ ប្រាស់ វា សម្រាប់ scan ម៉ាស៊ីន រថយន្ត អ្នក នាង ប្រើ ប្រាស់ វា ជាមួយ នឹង អាច ធ្វើ ជា digital multimeter ដើម្បី ធ្វើ test អាគុយ ធ្វើ test alternator ហើយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ប្រើ ប្រាស់ វា ដោយ ប្រើ មុខ ងារ start test hotel AA539 នឹង វា អាច ធ្វើ ជា ឧបករណ៍ scan tool ហើយ នឹង ធ្វើ ជា digital multimeter អ្នក នាង ឃើញ គឺ admin ប្រើ ឧបករណ៍ auto link AA539 đại vì chia ឧបករណ៍ scan thú này nó nên ai bởi vì scan thú rồi còn này nó nên ai prapra vía mình một nghĩa chơi đến cứ ai chơi chia digital multimeter đồng bay thua tay quỷ chắc admin cho từ giờ bị multimeter hay admin giờ voltage direct voltage nhưng này này tầng thứ có ai prapra vía direct voltage alternate voltage mà này là tăng trong chuột tăng trong chala hay resistance khi thế này nâng vô ăn tăng tới chỗ đó ban lâu đó mà phải ampere chẳng admin cho từ direct voltage hay vô à cuối cứ tè bao bố vậy là nâng hết khi voltage vì can lan đó đập pin cho mình buồn volt đại chỉ tăng đa và cuối cứ voltage tại này à cuối pin cứ miền red pin đập pin cho mình muối cho mình pearl cho mình bảy cho mình buồn chẳng đâm bay thôi tè alternator và quan xa à cuối nghe thế là nâng hết còn đập chuột digital multimeter ឧបករណ៍ នឹង អគុយ ហើយ ចាប់ ដើម បច្ចេក រថយន្ត អញ្ចឹង បើ សិន ជា តង់ ស្ចុង នឹង វា កើន ឡើង 13 ទៅ 14 វ៉ុល បើ ន័យ ថា alternator នឹង វា សាក ធម្មតា ត្រង់ ទី ដល់ អ្នក នេះ គឺ ដើម្បី វាស់ alternator គឺ admin ប្រើ digital multimeter ដូច នេះ គឺ កាច់ មក direct current ឬ direct voltage អ្នក នេះ ឃើញ គឺ ភ្ជាប់ រវាង ពោ បោក នឹង ពោ បោក ពោ ដោ នឹង ពោ ដោ ដែល នឹង ឃើញ voltage របស់ អគុយ chẳng dừng nghe tru tết làm bây giờ đăng tha via xa ớt cứ dừng bật chai mà xin làn chẳng vào thấy năng lượng can làn tao bong bật chai lá không này này khơi kì để dừng bật chai lán ok là này khơi về để bật chai mà xin lán vào thấy năng can lán đo đập bốn cho pi vol bạn này tha lán cầm phong tại xa quỷ chẳng bật thân chưa vào thấy vì ớt can lán bạn này tha bật quan sát charging system nó miền bảy nhà ai khâu alternator ai khâu regulator rồi có khâu tập quan tại phơi nắng với đó phơi nắng màu xa cuối này này khơi rồi có cuối con này nó việc đọc nắng bị khâu này này khơi về đẹp luật với tăng trong bị lệ châu chắc này cái chưa đặc biệt tim mũi đầm bay thôi tê tập quan xa cuối đăng tha tập quan xa cuối nó về mình đầm nai cao on chắc là mình đang từ mà đặc biệt tiết đầm bay thôi tê tập quan xa cuối tập quan xa cuối tập quan xa chính xâm tạo prao của hotel AA734 chẳng mà đặc biệt tiết này này khi cứ để sao ឧបករណ៍ năng vì mà chỉ muốn năng start test chẳng admin đó test prop cho từ bên chỉ muốn năng sai OBD này này khi AA539 cái chỉ ឧបករណ៍ để này thằng này ai prapra viết chỉ scan tool chỉ digital multimeter hay pra viết từ thưa ឧបករណ៍ start test chỉ muốn năng chụp OBD chụp scan rồi chẳng từ mấy admin tiết admin giờ đôi OBD nữa, tới đau chụp mũi nâng chụp OBD bao rồi chuẩn, đại rồi chuẩn từ nửa sắp tháng ngày về tay từ mặc chụp mũi nâng chụp OBD thu. Như là nói khi cứ admin chụp chụp OBD bán hay cứ admin bài on, chắc admin chơi rồi giờ biết start test là nói khi cho mà start test, thấy ok. Cuối cùng tại miền voltage đập pin chứ không tập bay volt. Chẳng tìm mũi cứ turn off all vehicle load mà này đã bật cường là kỳ thần này được đó bật mà thần này chết bật ai được đó chẳng admin cho ok cho bị start đấy yeah và toàn mà bộ con scan phải tha ao bật chạy mà xin này này khơi thời ta mà sẽ chờ bao kế nghe mình tên
hai viên đang bật tăng trong voltage này này khiến cứ cuối cái phong tài charge chính đập buôn cho đập pivot cứ prai obocos scan auto link ae phải làm mới sang buôn nó nghe thôi mình tên chứ obocos scan phải làm admin press ok hai cái obocos scan prai tiết bật mà sân với dân bật tam obocos okay. Bất tốt thế này khởi cứ vì bạn là tập hồi mà cứ charge battery crank volt pram cho cái thứ mỗi volt hay volt per cent mà phải mỗi phía rồi đại crank time nó cứ pram tham tới 3 millisecond vì ao po lướng này này khởi bất sân chơi obocos scan nó ao po có khó mà này tha po nó ao lo tế hay quấy sao vậy chẳng mà ao po lướng cứ po nó thoải mái đá hay quấy nơi miền mà tập phép Brahman bản thân chỉ ao bài toán cứ miền sọc phép lõ và quan năng sọc phép lõ optimize bản này charge và quan charge lõ hay là quấy lõ chẳng ô bạc năng về ao quan lưỡng này này khơi cứ quấy nơi ai Brahman bán bản thân chỉ ô bạc kèm Brahman bài toán cứ và quan xạ năng cứ lõ hay là quấy năng sọc phép lõ này khơi cứ về miền phép nghe thôi mình tên ok này đồng này đồng bây thua tay và quan xạ quan charging system cứ thua được nấy này nọ voltage với hay mờ voltage đại về can láng bản thân này nọ này bạch chay mà sến hay về can láng đó đập buồn volt đập buồn volt chiêng đập buồn cho pi cho bay volt bản này thà bản xa năng về xa là o bản thân chia này nọ khi bạch chay hay voltage năng về ăn láng ở can láng bản này về ở xa chẳng làm bay volt thua tay bản xa cứ về miền phía nghe thua được nấy này nọ khởi cứ hai này nó có ai para obocos đã ai starting test này này cái đôi chiếc obocos hotel AA539 AA734 đã bị ai scan machine được chôn bị ai thử tay ở bàn xa coi thử tay coi hai có ai này nó ai para viết chi digital multimeter chắc ông không chờ thì mới bị đau mũi nắng thì mình từng khâm tham bị đau mũi nắng chè thao vào giáo ơi này nó ai thua tay khuôn anh ban được tiếc đi ai vái thua tay ở bàn xa coi bàn là coi rư gò này thôi này ai đã từng mà admin ban và sân chơi min chấm ngó làm pi ca thua tay obocos xanh xanh e phải làm sao buồn đấy bởi trong tính cứ min lại thu thay mình tên hơi ai đã từng mà admin ban lấy được tháp lơ bị đau mũi nắng chụp lên là video cao tiết chỗ tới YouTube channel của Autodoc Store admin đang bật video bật to làm pi ca thua tay cứ bằng côm năng sensor xanh xanh năng cá chút chút rồi cho này khuôn này học quân trẻ mình tên sẽ mở video mới nắng chụp kia nơi video cao tiết.